Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming cũng như là trở lại với video lần này. Lần này thì sau một hôm, hai hôm đánh con Long Đao thì có vẻ thì Tống Kim thì cũng chỉ top là 17, 18, 19 này nọ các kiểu thôi. Thì khá nhiều anh em bảo Khải đổi sang xét con Long Xét trải nghiệm xem. Thì ok, thì Khải cũng đã có mắt lô đồng của Thiên, con Long Xét rồi. Thì ngại gì mà không đổi trải nghiệm cho anh em xem. Ok, chịu làm khán giả thôi anh em ơi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lên đảo tại Tinh Hồng. Sorry nè. Đúng rồi, tại Tinh Hồng. Ê, mới tại Tinh Hồng làm gì? Bây giờ chỉ việc lên tại sang kỹ năng là ok rồi. À, Tinh Hồng nữa, Tinh Hồng gì sức gì sinh khí nữa nè. Ok, kiểu gì cũng tại cả hai. Ok, tại cả hai nè. Full sinh khí và tại là điểm kỹ năng. Đó, về cô Long Xét cho anh em xem. Đó, chịu làm khán giả thôi anh em ơi. Hello anh Ngô Minh Đảng nha, hello anh em mới vô. Hello anh John Smith nha. Ok, hello Dương Minh, hello Hùng Trần, hello cậu Út Mẫn. Hello tất cả anh em mới vô. Ok, bây giờ Khải sẽ chuyển sang con Long Xét. Lo động cửu thiên nha nè. Rồi, tải tỷ thôi. Này thì tải cho anh em xem, cùng xem và trải nghiệm. Lần này thì tải sang con Long Xét là chắc là vẫn là full sinh khí thôi nè. Full sinh khí thôi nè. Vô. Đó, rồi, đầu tiên thì đập mắt sinh khí ngay để cho anh em xem đồ sâu. Ôi, sao tính ra ít khăn lo dữ vậy? Tính ra khăn lo có 37. Ây xa, xa. Cần nha. Mắt sinh khí nè mà. Ok, bây giờ đã rồi. Tăng hết điểm rồi coi. Thử lực tay được nhiều, thử cần đói thử lực tay rồi có thêm tăng được mana không? Ui, mana một ngàn, gần 1000 mana nè mà. Mang cái chơi vào mana gần 1000 mana luôn. Rồi, xét hiệp cốt nè. Đó, xét hiệp cốt mắt ọp. Đó. Nhận chón 40, kháng hỏa, sinh lực nội lực. Dày chón 40, kháng hỏa. Đại lưng thủ làm chậm sinh lực cao, nội lực. Nón thủ lý làm chậm sinh lực cao, nội lực. Bao tay thủ, bao qua lầu bao tay làm chậm sinh lực nội lực. Đó, đa số đồ sinh lực nội lực này mà. Và một cái chì sinh lực nội lực luôn. Đó, cái chì này hôm trước xem boss ra nè mà. Kháng lâu 29, sinh lực 140 và nội lực 61. Khá đẹp luôn. Và sau một hôm, sau một đêm suy nghĩ thì ok. Chú ý anh em thôi, chuyển xét nha anh em. Đó, bây giờ chuyển xét thì cứ mát hết đường xét rồi đã đứng xong. Đây, mắt đường xét tính xong. À, 16, 14, mắt đường xét tính xong. Rồi. Ok. Xét, đó. Kiếm pháp nha nè. Rồi, vô. Ngại gì không like nè, đúng rồi nè. Tại vì nói chung là khá nhiều anh em yêu cầu Khải đổi gì con luôn xét trải nghiệm đi. Liệu đâu đánh con kia có thể ok hơn không? Ok, test thử thôi nè. Ngại gì vít bẩn mọi người. Rồi, lao đồng của Thiên. Thiên tớ tấn lôi. Mát, xem thử lực tài được bao nhiêu. 2k2. Ngũ lôi chân phái. Chân pháp. Tên được 4k. Hiện tại đang kỹ năng cũng có 4 cấp nha nè. 2007 à. Máu được có 3k. Ây xa. Cảm giác được rồi, bút khá là ngợi. Ép xấu này này, bút khá là ngợi. 1, 2. Kháng được 66. 66 kháng lôi. Chạy 30. Thêm một kháng này, cho thêm một kháng nữa. Rồi, 67. Được ra láng lên 7 rồi. Nếu kiểu này thì thiên tâm này thì full điểm rồi nè. Full điểm tâm này tăng chạy tăng này nọ theo. Có thể lên được 15 không? 15 thì lên được bao nhiêu? 14, ui quá trời điểm luôn. 11 điểm mới lên được 15. Thêm được 1 kháng lôi. 16 rồi, lên 16 rồi. 1 vừa đi cho bang cũng như là lấy kháng cũng được rồi nè. Đó, lấy uống kháng cho bang cũng ok. 69. 69 cũng quán lên 17 rồi. 17 chiếc mắt kháng luôn rồi. 7 mắt kháng luôn rồi. Kháng lôi được 70. Kháng hòa là kháng hàng là 75+1. Ui, khá là trâu. Kháng là 75+1. Tên 120. Được tay. Ui, anh đù. Được tay lên 2k9 đi. Rồi, được tay 2k9 nè mà. Máu 3k6. Được tay 2k9, máu 3k6 nè. Tối rồi đánh thử nè em ơi. Cảm giác hơi yếu đuối em, mất có 3k6 thôi nè em ơi. Đồ kiểu này chứ không dám tăng đam rồi. Tăng nội công 181 nè em ơi. Nội công 181. Thì lực tay nó tròn 2k9 nè. Chứ lúc nãy lực tay nó có 2k7 mấy thôi. Khả thêm 100 mấy chục nội công nữa nè. Mana 1k1. Ôi trời ơi,
Coi game này người ta full dân khí thì máu được nhiêu. Này máu được 3k6. Hello thì quắc, hello này mới vô. Khả lai giờ làm được ở server này khoảng tầm 2 năm rồi em ơi, 2 đến 3 năm rồi em ơi. Cái thằng lại tìm đành á, full dân khí này. Tầm này lực tay có 2k7 9 mấy, 2k7 59. Máu. Ôi, hay là full máu nè. Hay là full máu cho châu bò nè. Lực tay 2k7 59 thôi. Server này server S8 Phật Sơn Ký Sử, trang chủ game Công Thành Chiến Xưa.net nha bạn ơi. Lực tay này có 2k7 thôi em ơi. Mà máu lên được thêm 500 máu nữa. Ôi trời ơi. Bây giờ hay là mình lấy cái hướng châu nè. Hướng châu thì mình sẽ giữ là máu 4k1. Còn lúc nãy máu có 3k6 thôi. Đó, 160 điểm nội công. Mình đẩy về sinh khí thì sẽ lên được thêm 500 máu nè. Hay là lấy full máu cho châu nha. Hay là trước mắt mình test full máu nè. Trước mắt mình test full máu đi. Đúng không? Ok nè, trước mắt mình test full máu đi. Máu 3k thôi cũng ổn rồi ạ. Tại vì cũng chưa đánh câu lùng xét với cái tầm như thế này nè mày. Full nội công á. Ôi, máu 3k full nội công. Vãi nồi. Đánh con này là sắp mạnh không ta? Máu 3k hả? À đâu, cành là máu 3k. Máu 3k thử xem. Máu 3k thì tỷ lệ chắc là 50-50. Là 50 sinh khí, 50 nội công. Phiên bản này phiên bản nội công nè. Nên là tăng nội công, tăng đam. Nên là nếu mà tăng, nếu như theo tướng Nguyễn báo thì sẽ khoảng 3k máu và full sinh khí thì tương đương khoảng tầm 5 năm. 5 sinh khí và 5 nội công. Đó, vừa chọn 3k. 3k. Ôi, cái này chẳng lên 3k1 ngon nha. 3k1 lực tây. Đó. Rồi. Rồi, máu 3k. Ôi trời ơi. Cái này được anh em, đủ máu có 3k thôi. Cái này không biết ổn không đây. Máu 3k. Ôi, hơi khôi nha. Máu 3k lực tay 3k1 nè. Tăng 381 sinh khí nội công. Thử nha anh em, thử tâm này thử nha anh em. Đánh tâm kia là ok nha anh em ơi. Và hiện tại bây giờ thì con lôn này đang phạm vi hiệu quả với 512 nha anh em. Đó, nó sẽ đánh vào phạm vi hiệu quả 512. Ok, nếu giờ bồi máu được tay, không biết là sợ với máu này có trực đam chết hay không này. Rồi ok, chuẩn luôn mana 2k3. Vãi nồi. Ok anh em, ok anh em. Rồi, theo anh em thôi. Khi nào không ổn thì Khải sẽ tải xấu duyên tinh hồng lại nè. Không gì phải ngại cả, tầm này tinh hồng rẻ thôi. Rồi ok. Đó, đó tầm này Khải tắt mắt kháng nè. Rồi một chạy là lên được 5, là được tóc 30. Cũng chuẩn rồi. Mắt chống phái, xương ngào cũng luôn. Và mắt ngũ hành 6x ngũ lôn chánh phái. Rồi mắt 3x thiên tớ tăng lôi. Mắt 1x con lôn kiếm pháp. Và mắt cuồng lôi chấn địa 1x. Đó. Rồi ok. Lực tay 3k1 thực sự lực tay này rất cao nè. Khá là cao luôn. Rồi ok. Không quan ngại nữa vì bây giờ chúng ta lên test xem bài quả thử có châu bò như thế nào nè em ơi. Và hiện tại bây giờ thì ạc này thì với 4 kỹ năng vốn có thì nó không đạt được 81 nè em ơi. Chắc chắn nhiều anh em hỏi là có đạt được móc 81 không. Móc tốc độ đánh 81 không mà lên đảo chi làm này đúng không. Thực sự là không đạt được nè em ạ. Nếu như ạc này 4 kỹ năng vốn có. Đây anh em, 4 kỹ năng vốn có này, 35 chống phái thì nó chỉ được tốc độ là 73 mà thôi. Đó, tốc độ đánh nội công 73. Đó. Còn nếu mà bây giờ Khải lên thêm một kỹ năng nữa thì đó là 35 kỹ năng chống phái thì có thể đạt được mốc 81 nè. Thì 35 thì nó sẽ lên được tốc nội công là 90 thì nó sẽ đạt mốc 81. Thì đỡ mà vấn đề đạt cái này thì hơi căng nè mà. Nếu mà đạt cái đó là phải bằng set Newton nè. Thêm một kỹ năng cũng có từ cái áo Newton nữa thì mới ra đạt mốc 81 nha. Rồi ok. Côn lông đao dồn đam anh Khải ơi, mới biết quá không trụ nổi đâu à. Ừ anh nghĩ là này kiểu 5 năm á nè. Thôi cứ trải nghiệm này không ổn thì anh sẽ tay lại thôi. Tại vì anh nghĩ máu 3k thấp quá nè mày. Mà nhiều anh em bảo tăng thực sự là con lông đao nó dồn đam. Nhiều khi mà mình đam to quá mình xuống nhiều khi mình uống máu không kịp á nè. Không biết là anh em tính như thế nào server này server hoạt động một ạch tay anh em ơi. Kiểu này không biết chủ đam nói không, máu có 3k thôi khá là ít. Hay là tròn 3k thôi anh em. Theo Khải nghĩ là chúng ta tăng tròn 3k đi. Tròn 3k lực tay thôi còn lại full máu nè. Trước Khải nghĩ nó đam to quá cũng vậy nhưng mà thực sự máu không có là nhanh chết lắm nè. Anh em thấy không, con lông đao máu có 3k thôi mà chết lên chết xuống. Nói gì con lông xét không có máu thì chắc còn chết sớm rồi nè. Nên là Khải nghĩ ok. Theo vừa với anh em thì mỗi bên giảm một tí. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tròn 3k thôi còn lại full sinh khí. Sẽ đẩy là về tỷ lệ 73.
64 64 đó, máu được 3k4, máu được 3k4, được tay 3k, ok không? Này gọi tương đối này mày đó, ok không? Được tay 3k tròn đều ấy, ok không? Tầm này khá ok nè. Rồi cứ trải nghiệm thôi, tầm này cứ trải nghiệm thôi anh em, nếu mà cảm giác ổn thì cứ giữ lực mà đánh, còn không thì Khải sẽ tiếp tục lên đạo xấu dương tinh thần nữa, trải nghiệm tiếp tục cho em xem. Đó, có không biết là có cảm nhận nào hỗ trợ không em? Hello Trịnh Sơn Kê, hello Hồng Phùng, ok hello, ừ máu 3k chứ hai đào chết nè. Máu 3k3 đi. Ừ ok, tầm này máu 3k4 rồi nè, đó hợp lý luôn nè em ơi. Đúng rồi, tầm này tinh thần bảo thạch khá là rẻ nè, cứ trải nghiệm thôi. Tầm này thì ok nha, sinh khí tầng 7, nội công tầng 3, đó 73 cho sinh khí và nội công, đó ok luôn. Đó, cứ thử thôi, linh đạn không ổn à, Khải sẽ tải lại nha anh em. Đó, nói chung tầm này mình có thể trải nghiệm thoải mái, tinh thần khá rẻ. Lực tay con lông xét không cần cao quá đâu anh Khải. Anh em thấy chưa? Anh em thấy chưa? Lực tay con lông xét không cần cao quá đâu. Sau này Khải nghĩ định tăng dồn full máu luôn cho mình trâu một tí rồi mình cố gắng thả đam. Đó. Ok, bây giờ thì chúng ta cũng đảo nha. Rồi ở video này anh em đừng quên lần trải nghiệm con lông xét với 4 kỹ năng này cho Khải một like chia sẻ ủng hộ cho nha. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và hãy xem live trực tiếp của Khải vào lúc 7:30 tối hàng ngày, cũng như là up video vào lúc 11:15 buổi trưa hàng ngày nha anh em. Ok, bây giờ chúng ta xuống đảo thôi.